Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Chibo Army Vespa. Đây là cái túi ba lô mà Duy rất thích để đi công việc, quay review bất động sản vì nó gọn và nó đẹp. Nó chỉ là một chiếc ba lô hàng Thái Lan bây giờ thôi, khá ok luôn anh em. Giá của nó trên thị trường không có cao, nó chỉ tầm khoảng 800 ngàn cho đến 1 triệu rưỡi tùy nơi bán. Và Duy xài cái ba lô này cũng đã hơn 1 năm, giác rất ok. Đừng đồ nặng không anh em, đừng những cái máy bay flycam những cái này nọ kia thì nó khá nặng, mà như cảm thấy nó chả có lỗi làm gì hết, chả có xảy ra bung chóc chỉ hay là bung tưa hay là hư khóa gì hết, rất là ok. Anh em nào mà xài thì nên thử tìm cái ba lô này xài thử xem ha, rất là gọn. Và để đặc biệt là cái ba lô này nó có những cái cơ chế mình có thể tăng giảm cái diện tích này ở đây, mình có thể đựng nhiều đồ hơn. Và hôm nay Duy muốn giới thiệu với cả nhà không phải là cái áo này hay cái ba lô này. Áo này 3,5 triệu, anh em nào thích thì Duy quay chi tiết sau ha. Còn cái ba lô này thì Duy giới thiệu đây là những món đồ Duy mang theo trong ba lô. Một cây này giới thiệu từng thứ thì anh em thấy gì bỏ gọn gàng trong ba lô cho anh hiểu rồi. Đây là cây Kaiser hàng xài rồi nha anh em. Thì Duy cũng có vệ sinh sạch sẽ và đã xịt keo, xịt sơn lại cho nó không bị rỉ sét. Cây này xài rất là ok luôn. Trước đây thì Duy hay xài cây này để đi rừng chơi, và trong nhiều cái clip xưa của Duy thì anh em thấy Duy sẽ hay sử dụng cái cây này rất là nhiều. Cây này cũng có tác dụng rất là tốt, đó là đào. Thật ra cái mũi hơi khó chịu, nhưng mà lần cái xe Innova của Duy nó sa lầy thì Duy sẽ dùng cái cây này để chặt cành lót và đào đường cho cái xe nó qua bằng cái cây này. Đã từng thoát ra khỏi một vũng lầy bằng cái cây này, rất ok. Và giá của cây này hôm nay Duy bán là 2,8 triệu nha anh em nha. Ở Mỹ rất khó về những cái cây dao to và dài như thế này. Nếu mà anh em mua những cây đi rừng mà nó gọn hơn thì dễ, nhưng mà những cây mà to mà dài như thế này rất hiếm nha anh em. Và cảm giác rất là chắc chắn và đầm tay anh em để ý. Nó có một cái bao để bảo vệ lưỡi đây ha. Và nó có ngay phần bao này thì nó có hai cái, một là mình bỏ ba lô, hai là cái này nó để đeo sau lưng anh em, mà để móc vô trong nó mình đeo, để đeo phía sau lưng như thế này nè anh em này. Đó, cái cơ chế của nó đeo là sẽ như thế này, khi mà mình đi rừng là mình sẽ đeo như thế này ha, đeo ngược lại hay là đeo thuận tùy theo cái tay của anh em sử dụng thôi. Và nó chỉ là một cái miếng nhựa thành hình thành một cái bao bằng một cái nút gài rất là đẹp, rất là tuyệt vời đây. Cái cơ chế quàng này nó sử dụng lực rất là tốt, và ở phía đuôi này thì để treo, ví dụ như anh em về anh em móc lên cái đinh ở nhà cũng được. Còn ngay cái lỗ này Duy nghĩ là để mình luồn một sợi dây mình buộc vô để mình tránh bị tuột lúc mình đeo sợi dây vào đây, tránh những quá trình mình vung mình bị tuột mất ha. Thì Duy nghĩ đây là cái lỗ này thiết kế để luồn sợi dây. Và giá cái này Duy bán là 2,8 triệu ha. Duy chỉ có một cây duy nhất thôi, hàng xài rồi, không không lỗi lầm gì hết, chỉ gọi là xài rồi thôi ha, hàng cây sơ. Cây thứ hai là một trong những cây Duy bán rất là chạy, cây đi rừng này, và thậm chí là trên xe Innova Duy cũng để sẵn một cây, bởi vì nó gắn gọn và Duy bỏ trong cái cốp đội đựng tháo bánh xe á, để tiện sử dụng. Thực ra cây này thì nó ngầu, nhìn nó dữ dằn, nhưng mà đánh giá nó với cây Kaiser thì nó không bằng cây Kaiser đâu này, chẳng qua là nó nhẹ hơn cây Kaiser một tí. Cây này là hàng Ontario của Mỹ, chuẩn hàng xịn từ Mỹ về nha anh em nha. Cây này về thì không có bao, lâu lâu mình vẫn mua được một số đời bằng cái bao vải thì anh em sẽ tiện đeo hơn, nhưng mà có những cái đời về nó không có bao, nên đời này không có bao thì Duy bán là 2,2 triệu, còn có cái bao Duy sẽ bán là 2,5 triệu. Lâu lâu về và có đời có bao và lâu không có bao hơn, anh em nào cần thì Duy sẽ gửi hình chi tiết qua sau ha. Trường hợp là khi anh em có một cái cây dao cũng để sinh tồn, để mình để sử dụng mà mình không biết sử dụng cũng sẽ dẫn đến rất là nguy hiểm mà mình không biết cách sử dụng ha. Thì tốt nhất Duy khuyên là nên tập luyện với cái dao mỗi ngày để cảm nhận nó tốt hơn. Thì đây là cái cây mà Duy nghĩ là khá ok, cây Ontario, thì cây này rất nhiều người biết dùng và biết xài. Thiết kế 40 sen, như cây này là chỉ có 40 sen thôi, và nó có một cây khác là 60 sen, và còn một cây 80 sen thì cây xưa, ngày xưa người ta dùng để chặt lục bình thì mình không nói ha, để đi trên thuyền chặt lục bình em nói, nhưng mà cây này là cây tiện nhất mà Duy thấy. Nhưng vì nó ngắn nên cái lực phát của nó không có nhiều, vì nó nhẹ nữa nên thật ra dùng cây này khá mỏi tay, nhẹ nhưng lại mỏi tay, là vì mình sẽ dùng nhiều lực, nhiều lần chặt hơn so với cây kia. Một lần thì cây này phải dùng rất nhiều lần. Cây này mà đi phát bụi rậm rồi phát quang để chỗ cắm trại rồi để chỗ câu cá rồi này nọ, hoặc là
sử dụng trong quá trình câu cá. Duy bán cho anh em đi câu rất là nhiều, rất nhiều anh em đi câu mua cây này của Duy vì để trong ba lô rất gọn gàng và rất tiện tiện sử dụng nữa ha. Ngoài ra thì Duy có cây này cực kỳ đặc biệt, cây này Duy nghĩ nó là chuẩn hàng quân đội luôn, dành riêng cho quân đội và Duy không thể bán trên thị trường. Đi với cái màu áo bông vi tính này của Duy cực kỳ đẹp luôn. Chắc là anh em đã xem clip Duy review chặt cái cây này rồi. Thì cây này là một cây sử dụng rồi, hôm nay Duy giới thiệu ha. Và giá của cây này là 3 triệu, anh em mà thích thì nghiên cứu chơi ha. Thấy cái bao của nó thiết kế cũng rất là hay đó. À, cây này đúng chất là một cây dùng để trong nhà được, để dành trong nhà được. Anh em thấy những vụ cháy nhà, cháy nhà thôi, mình không nói, chỉ cần mình nói cháy nhà thôi, mà mua nhà với kiểu xây dựng chuồng cọp ở Việt Nam mình á, rất là nguy hiểm. Và nếu có một cây này thì đây là cái công cụ thoát cho anh em được, bởi vì cái chất thép của nó cực kỳ tốt luôn anh em. Duy dùng rồi và Duy thấy chất thép của nó cực kỳ tốt luôn. Những cái mũi này anh em có thể dùng để phá những cửa sắt, chặt vào những cái chốt cửa sắt, để có thể là những cửa sắt với độ sắt không dày cao thì Duy nghĩ là có thể thủng xuyên qua được, và mình bày, mình cậy, mình nạy để mình ra được. Nó tựa giống như là cái cây búa mà anh em hay thấy người ta để trong những cái hộp cứu hỏa đó, thì cây này cũng tựa như vậy để có thể phá cửa ra vào được. Đương nhiên dòng hàng mà thiết kế chuẩn cho quân đội thì chất lượng của nó cao hơn rất nhiều so với những cây bình thường. Còn cái này để chặt những cái tấm thép sau khi mình phá, là mình chặt, mình phá rộng ra để mình chui ra được, nó là một công cụ hữu ích giúp mình thoát ra khỏi những trận cứu hỏa hoặc này nọ rất tốt. Và đây chuẩn hàng quân đội Mỹ cấp phát nha anh em nha. Giá của cây này là 3 triệu, một cây cũng xài rồi thôi, Duy cũng có sơn phun nhẹ lại để bảo vệ. Tại thực ra những cái cây này Duy sưu tầm nhưng mà ít xài, nên để với khí hậu mà Đà Lạt nó cứ mưa nhiều thì nó hay ẩm, dễ bị rỉ, thì Duy phục chế bằng cách là Duy phun sơn nhẹ lại ha, để bảo vệ cái phần lưỡi, phần cán nó đẹp hơn. Ok, và đây là cây Duy thích nhất, cây thích cực kỳ, rất là đã, cầm rất là ok và sử dụng khá là tốt. Mình thấy chỉ một nhát bổ thôi nó có thể lút rất sâu, lực nó cũng như một cái búa hết anh em. Nếu mà so sánh giữa nó với một cái búa thì chắc chắn là cái búa không bằng nó, vì cái búa cái đầu nó bự, đương nhiên cái vết chặt của cái búa nó sâu hơn rất nhiều. Nhưng nói về độ tiện dụng, độ sử dụng đầm tay, êm tay thì cây này ngon hơn cái búa rất nhiều nha anh em. Em phải chặt một cái nó lút đến đây luôn nè. Ok, và đương nhiên cái lớp sơn này thì Duy có thể hoàn toàn sơn lại không thành vấn đề, nhưng mà cái cây này đã sử dụng thì mình cứ sử dụng thôi ha. Duy rất thích để cây này ở trong nhà mình, vị trí tiện dụng nhất để mình lấy, mình sử dụng ngay khi lúc mình cần, phòng những trường hợp cần thiết. Nhưng mà nhìn nó cũng lành chán, nó không hề dữ dằn lắm anh em ha. Ok, và anh em nào quan tâm về những cây này hãy call cho Duy theo số điện thoại cập nhật ngay trên màn hình.